Vâng, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay thì Sóc có một cái dây cao su nhé, bọc 8 đốt bạc ta, đầu rồng rất là đẹp, và kết hợp với lại một cái nanh heo rừng rất là to và dài. Nanh này thì nó có chiều dài tầm độ 15 phân đó, và đây là một cái sản phẩm mình bọc cho một em khách nhé. Em ấy gửi nanh về đấy, và mình đã bọc cho em ấy cái đầu rồng cuốn như thế này. Và đặc biệt đây là cái dây da 8 đốt cực kỳ là dày dày dặn, và cái đốt rồng cuốn rất là đẹp mọi người nhé. Đấy, các bạn nhìn cái đốt rồng cuốn nó rất là nét luôn đấy, đặc biệt là hai cái đầu rồng vô cùng là gọn gàng, dày dặn và chắc chắn. Cái dây cao su này nhé, mình bọc 8 đốt như này là nó tầm độ gần một cây bạc đó, vì vậy mà nó rất là dày đấy. Và đặc biệt bên nhà mình là mình làm hàng đặt, kể cả những cái nốt mà bọc như này là mình đều làm bạc đẹp hết mọi người nhé. Đấy, thì bạn nào mình có nhu cầu mà cần làm cái kiểu dây da cao su như này, hoặc là dạng dây tết nhé, mình nhận làm cho mọi người. Đấy, bên nhà mình là mình làm hàng đặt, mình có thể là làm theo độ dài ngắn mà các bạn yêu cầu được, cũng như là cái số đốt bọc mà các bạn mong muốn nhé. Nếu bạn nào mình thích đẹp dày dặn chút thì các bạn đặt tầm bọc tầm 8 đốt bạc như thế này. Còn bạn nào mình thích thưa hơn thì các bạn có thể là yêu cầu làm 6 đốt thôi cũng được. Đấy, thì đây là một cái bộ sản phẩm mà khi kết hợp với nhau nó rất là hợp mọi người nhé. Đấy, thường là những bạn mà đeo nanh móng ấy, thì các bạn hay thích kết hợp với lại cái kiểu dây cao su trơn bọc đốt bạc như thế này, hoặc là kiểu da tết nhé. Đấy, hoặc là bạn nào mình không thích thì các bạn có thể là đặt dây dù cũng được. Đấy, thì nó sẽ rất là phù hợp với lại với các bạn để mọi người đeo nanh như thế này. Thế thì bạn nào mình có nhu cầu thì các bạn nhớ liên hệ với shop nhé. Xin cảm ơn tất cả mọi người.